Khi đến với vùng cua Cam Lộ, chúng ta hãy ghé đền thờ cua Hàm Nghi và sau đó hãy thưởng thức cho mình những món ngon đặc sản mà vùng cua đem lại. Hôm nay, Milly sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn ngon ở Cam Lộ mà bất cứ ai đến đây cũng muốn thưởng thức dù chỉ một lần. Đó là món gà cua. Sử cua có hai giả cam chín và cam nghĩa thuộc huyện Cam Lộ, được thiên nhiên ban tặng cho vùng đồi núi bao quanh trùng điệp. Thêm vào đó là vùng đất đỏ Ba Gian trù phú đã tạo ra nhiều sản vật, trong đó nổi tiếng nhất là gà cua. Với điểm độc đáo, giống gà nơi đây là gà kiến con nhỏ, được bà con nuôi theo mô hình thả vườn, nên thịt gà rất chắc, thơm và ngọt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp chị Vân để lắng nghe chị chia sẻ làm thế nào để chọn một con gà cua ngon và cách chế biến món này như thế nào. Chào chị ạ, chị có thể chia sẻ cho cháu biết là làm thế nào để chọn được một con gà cua thật là ngon ạ? Nếu mà cháu đi chợ hoặc là đi về các cái thôn quê mà cháu muốn chọn một con gà ngon, chúng gà cua, là trước tiên là cháu thấy không, con gà cua là mình nó rất là nhỏ mà thịt rất là chắc này, thịt rất là chắc này, mà cháu thấy cái mỏ nó này, mỏ nó rất là nhọn. Đó, nó cắm với nó ăn nó bươi nó con cái chân nó đấy. Thì chân con gà cua là nó thon mà nó nhỏ với nó đi nhiều nó ăn giữa đông á. Đó, rất là nhỏ. Đó là ngon. Dạ về thì từ con gà này thì gì nghĩ là chế biến món ăn gì là ngon nhất ạ? Vì là thịt nó chắc, ăn rất là ngon rồi, cho nên mà mình chế biến cũng là không cầu kỳ lắm đâu. Muốn ngon là gì có ba món này. Một cái thứ nhất là gà gì hấp hành ạ, củ sâm hành lên ạ, là mình ăn cũng ngon ạ, nấu lá ngải cứu ạ. Mà món thứ hai nữa là mình nấu gà lá giang ạ. Cái món thứ ba nữa là gà nướng. Gì có rất là nhiều món. Gà nướng, rồi gà luộc, rồi gà mình kho nẻm. Đó, mình có rất là nhiều vì con gà nó ngon sẵn rồi, cho nên mình chế biến cái món gì ăn hành cũng cảm thấy ngon hết á. Đó. Bây giờ là tí nữa là dì cháu mình cũng làm cái món là gà hấp hành, củ sâm hành á. Hôm nay thì làm món gà hấp này là hấp cách thủy đó, cho nên là giữ được cái đồ ngọt, đồ ngon của trong con gà này đấy. Là cho nên gì làm cái món này là đặc biệt, cái món này rất là ngon, cho nên gì mời cháu là cùng thưởng thức với gì là con gà hấp luôn. Gà dưới còn nữa ăn được chứ không? Ăn nổi đi. Chà, nhìn hấp dẫn quá nhỉ, đến nhà được. Gì để cảm ơn gì. Cắt lên ạ. Cái tớ phần nữa đó. Bây giờ cháu sẽ thưởng thức món gà cua mà mình vừa để bể xong này. Rất là ngon và thơm, thơm mùi gà và cái thịt nó cháu cảm giác như dai dai rồi vẫn còn giữ được đồ ngọt của thịt á. Nếu một lần đến với đất cua Tân Sở, các bạn hãy ghé Di Vân để thưởng thức món gà cua đặc sản mà vùng đất cua mang lại.